Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi xả lũ Hồ Sơn La và Hồ Hòa Bình, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia và tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn hạ du. Thế nhưng qua ghi nhận, hoạt động bốc xếp đất đá vẫn diễn ra tại một số bến bãi không phép ở huyện Tiên Lữ mà không bị ngăn chặn. Thời điểm 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6, trên sông Luộc đoạn qua địa bàn thôn Mai Xá, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, do xả lũ Hồ Sơn La và Hòa Bình nên mực nước lớn hơn mọi hôm, nhưng hoạt động bốc xếp vẫn vô tư diễn ra. Các xếp bảo là xuống đây nhận thầu đất chứ tôi cũng không biết gì cả, bởi vì là bảo là nước nó chưa ngập mấu thì tranh thủ múc. Xếp nào? Các xếp ở Thịnh Phát bảo thế. Hôm nay là chở được bao tàu rồi? Suốt từ đêm qua mới múc được nửa cái tàu. Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, lãnh đạo huyện Tiên Lữ đã chỉ đạo lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân xã Minh Phượng có mặt tại hiện trường, kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu các đơn vị dừng hoạt động. Điều đáng nói, thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, bến bãi không phép trên đã bị các cơ quan chức năng tỉnh, huyện Tiên Lữ và xã Minh Phượng nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu dừng hoạt động. Nhưng không hiểu vì lý do gì, nhiều năm qua vẫn ngang nhiên hoạt động. Mà đây bây giờ nó cứ đến nó cứ làm, bây giờ nó đắp đê thì tôi chỉ là bên cũng là ở dưới đê này. Để đảm bảo an toàn mùa mưa bão và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia và tỉnh Hưng Yên, đề nghị ngành chức năng huyện Tiên Lữ cần tăng cường công tác quản lý, nắm bắt và ngăn chặn tình trạng trên. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cần kiểm tra việc cập bến của các tàu, kịp thời ngăn chặn việc bốc xếp không đúng quy định.